Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn lại trong video này. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau review qua thị trường hôm nay một chút và sau đó chúng ta sẽ đi định hướng xem thị trường sẽ di chuyển như nào trong sang tuần tiếp theo này, và chúng ta sẽ đi xem qua một chút một số những cái cổ phiếu mà hôm nay quý anh chị đã hỏi mình, một số những cái cổ phiếu mà được nhà đầu tư quan tâm đó. Rồi chúng ta sẽ xem xét thị trường trong phiên hôm nay. Thì phiên hôm nay tiếp tục thanh khoản có một chút đó là giảm. Đặc biệt là trong sáng hôm nay thì thanh khoản giảm rất là rõ rệt so với phiên trước. Tuy nhiên thì đến phiên chiều và đâu đó khoảng 10 giờ thì thanh khoản bắt đầu duy trì trở lại ở mức bình thường. Tuy nhiên thì đến cuối phiên thì thanh khoản này nó vẫn là giảm thấp hơn so với cái phiên hôm trước. Đây là cái điều mà khá là không được tích cực cho chúng ta cho lắm. Tuy nhiên đến cuối phiên thì thị trường tăng lên khoảng 10 điểm. Thì nhưng mà thanh khoản thì vẫn duy trì ở mức này. Cái này biểu hiện cho chúng ta rằng là nhà đầu tư bây giờ là cũng không dám mua, và bán thì cũng tiếc mà mua thì cũng không dám mua. Đây là biểu hiện của rất rõ nhà đầu tư tại cái thời điểm này. Tiếp nữa là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường vẫn tiếp tục là một số những cái cổ phiếu dòng ngân hàng như là Vietcombank này, Techcombank này, thì vẫn là những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường, hay là CTG, BIDV thì cũng có sự dẫn dắt thị trường khá là ok. Và ngoài ra thì NVL, GAT thì cũng là những cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay, và đặc biệt là cổ phiếu SSI đến cuối phiên thì đóng trần luôn ạ. Ở chiều ngược lại thì có VPB này, VIB này, VRE, SBT, thì những cổ phiếu này lại là ngăn cản sự tăng điểm của thị trường trong phiên hôm nay. Thì đây là những cái cổ phiếu mà có sự tác động khá là nhiều trong thị trường. Tiếp nữa là giao dịch khối ngoại của phiên hôm nay thì có sự tích cực hơn một chút. Ở một hai phiên trước thì chúng ta thấy rồi, khối ngoại chỉ tập trung mua vào phiên chiều là đâu đó khoảng đầu giờ chiều thôi. Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay, mặc dù là cuối tuần ấy, nhưng mà khối ngoại lại xuất hiện mua dòng ngay từ đầu phiên, với khối lượng với giá trị thì cũng khá là ít thôi. Tuy nhiên thì cái này là cái sự tích cực ngay từ đầu phiên, khối ngoại nó có sự mua dòng trở lại. Còn hai sàn còn lại thì trên Upcom mua một ít và trên HNX thì nó lại có sự bán một ít trở đi. Tiếp tục là khối ngoại thì vẫn tiếp tục mua dòng DXG. Đây là cái cổ phiếu mà mình thấy khối ngoại mua dòng khá là nhiều trong một hai phiên trở lại đây, và hôm nay cũng xuất hiện mua dòng. Và tiếp nữa, kế tiếp là KDH này, HDB, VHM này, Vietcombank thì cũng là một trong những cổ phiếu mà được khối ngoại mua nhiều trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại lại tiếp tục bán dòng mạnh ở cổ phiếu HPG và một số dòng banh như MBB và VPB. Đây là một trong những cổ phiếu mà một số những cổ phiếu được khối ngoại tiếp tục bán dòng mạnh. Ở phiên hôm trước cũng xuất hiện bán dòng, ở phiên hôm nay cũng bán dòng. Đặc biệt là HPG thì bán dòng rất là nhiều trong cái thời gian trở lại đây. Đặc biệt là DXG, tí chúng ta sẽ đi sâu về DXG một chút. Cũng có video nói sâu về DXG một chút rồi, thì chúng ta trong video này chúng ta sẽ nói về DXG này, KDH, những cái cổ phiếu được khối ngoại mua dòng như thế này chúng ta sẽ xem xét sâu một chút. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, thị trường vẫn đang nằm trong kênh xu hướng đi lên khá là ok, kênh xu hướng khá là tốt cho chúng ta. Chúng ta vẫn thấy có một cái view về tương lai và lại lâu dài thì khá là ok. Theo mình ấy, cổ phiếu này hiện tại nó vẫn đang ở sóng 5. Có một video mình cũng đã nói qua thị trường một chút là nó vẫn đang ở bắt đầu hình thành sóng 4, sóng 5. Đây ạ, đó, nó đang ở sóng 5. Có lẽ thị trường này muốn đạt được số điểm ít là đạt đâu đó khoảng 1450 điểm, và đây cũng là cái điểm mà mình kỳ vọng nhất. Mình mong rằng là thị trường sẽ đạt được cái điểm này. Đây là cái góc phân tích kỹ thuật khá là ok và mình thấy vẫn có sự kỳ vọng tốt như thế. Chúng ta sẽ nên xem xét những cái thời điểm này để chúng ta hạn chế chúng ta thoát hàng. Chúng ta nắm giữ những cổ phiếu tốt thì chúng ta vẫn cứ giữ thôi, không sao cả. Ví dụ như quý anh chị các bạn nắm giữ những cổ phiếu mà nó có thị giá thấp hơn giá trị thực chẳng hạn, thì chúng ta vẫn kỳ vọng nó đi lên. Và thậm chí là những cái cổ phiếu mà làm chủ trên thị trường thì chúng ta vẫn cứ giữ thôi. Nếu mà đỉnh quá thì chúng ta sẽ không mua, đúng không ạ? Tạo đỉnh rồi thì chúng ta sẽ mua, không mua nữa. Lựa chọn cổ phiếu khá là kỹ tại cái thời điểm này. Với kỳ vọng này thị trường tăng lên 1450 điểm thì nó sẽ có những cái cổ phiếu nó sẽ dẫn dắt được lên như này. Thị trường, xu hướng thị trường vẫn đang rất là tốt. Tuy nhiên thì để sóng này nó đẹp hơn ấy, nó mà xuống sâu hơn một chút, nó mà xuống sâu ở tiệm cận phía dưới này, sóng số 4 này mà tiếp sâu ở tiệm cận dưới một chút ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì khi nó không tiếp cận được như này thì khi nó đẩy sóng 5 lên nó cũng sẽ không thể chạm được cái tiệm cận trên mà nó đã một phiên nào đó nó đã điều chỉnh xuống một chút rồi. Thì đây là cái nhược điểm mà chúng ta thấy ở tại cái thời điểm này.
mình luôn luôn tạo cái điều tích cực cho mọi nhà đầu tư, cho nên là quý anh chị thấy rồi, hiện tại thị trường vẫn đang nằm trong sóng 5 và cái sóng 5 rất là tích cực, và không biết sau cái sóng 5 này có lẽ nó sẽ không được tích cực cho lắm, nên là chúng ta hiện tại cứ kỳ vọng nó đi hết sóng 5 đâu đó khoảng 1450 điểm nhé. Đây rồi, chúng ta sẽ đi giải đáp thắc mắc một số quý anh chị các bạn cho cổ phiếu SSI. Đây là được cổ phiếu này được quý anh chị các bạn hỏi nhiều và yêu cầu mình có định giá xem có giống các bạn định giá hay không. Đó, đúng không ạ? Để định giá cổ phiếu này, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ cần đến cổ phiếu lưu hành của cổ phiếu này hiện tại rồi. Tiếp nữa là chúng ta sẽ vào phân tích thống kê này, sau đó vào những phân tích báo cáo tài chính, và chúng ta sẽ lấy những cái thông số cơ bản mà chúng ta cần ở đây, và chúng ta sẽ nhập vào cái file Excel mà nó gắn link tải ở phía dưới video rồi đấy ạ. Thì quý anh chị tải xuống và chúng ta chỉ cần thay vào đây, chúng ta sẽ có những cái giá trị mới như này. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào cái bảng định giá cổ phiếu ở đây. Thì các bạn thấy rồi, thì như các bạn biết rồi, thì bây giờ cũng đang đến quý 2 của 2021. Thì đây là quý 1 của 2021 mà. Thì chúng ta định giá ở cái khoảng quý 1 của 2021, chúng ta thấy được giá trị ở vùng này, thì chúng ta mua vào với kỳ vọng là mua vào sẽ đạt đến giá trị thực. Như ở đâu đó là khoảng quý 1 của 2021, là ở đâu đó là cuối tháng 4 đầu tháng 3, là ở khoảng giá này. Thì chúng ta thấy rồi, khi chúng ta ở cái vùng giá này thì đâu đó cổ phiếu này có khoảng là 30.000, 32.000 này. Thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm mua ở cái vùng này. Ví dụ như cái điểm nến màu trắng này chẳng hạn, thì đây nó sẽ là cái điểm mà cho chúng ta vừa có điểm mua trên phân tích kỹ thuật mà vừa có dấu hiệu tích cực trên phân tích cơ bản, thì chúng ta mua vào với kỳ vọng là đạt giá trị thực của cổ phiếu. Thì ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này vẫn đang giao dịch ở mức giá là cao hơn giá trị thực là 53.700 đồng rồi. Trên Bollinger Band là chúng ta thấy này, Bollinger Band thì cổ phiếu này vẫn luôn luôn duy trì ở mức là trên MA20. Những cái cổ phiếu mà giao dịch ở vẫn duy trì ở mức giá trên MA20, đây là những cái điểm tích cực cho cổ phiếu này. Dòng tiền vẫn đang thu hút và khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở đây, nghĩa là cổ phiếu này vẫn duy trì được dòng tiền tốt ở trong cái thời gian này, và chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này tại cái thời điểm này nhé. Chúng ta có mua vào tại thời điểm này không thì chúng ta sẽ xem xét như này. Chúng ta thấy rõ này, cổ phiếu có một cái đỉnh ngắn hạn ở tại cái thời điểm mà nó chia cổ tức là ở đây. Đây là đỉnh ngắn hạn. Thì như chúng ta thấy rồi, những cái cổ phiếu mà nó đi vượt khỏi đỉnh như này thì nó sẽ quay trở lại test ở cái vùng hỗ trợ này. Bây giờ nó thành hỗ trợ rồi, nó quay trở lại test cái vùng hỗ trợ, sau đó nó sẽ đi lên tiếp, kéo cái đường MA này đi lên như này. Đó, những cái điểm tích cực này sẽ kéo đi lên. Vậy chúng ta sẽ không mua đua trần ở tại những cái phiên này như thế, mà chúng ta sẽ đợi nó quay trở lại test này. Chắc chắn nó sẽ quay trở lại test đến những cái điểm này, và chúng ta mua vào cái thời điểm này để chúng ta kỳ vọng nó đi lên cao hơn. Và đặc biệt là báo cáo tài chính có lẽ của cái này nó sẽ có một cái lên cao hơn. Cái sự tích cực mà trên phân tích kỹ thuật nó cũng có xu hướng đi lên khá là đẹp như thế này. Rồi, ok. Tiếp nữa là chúng ta sẽ đi xem cổ phiếu DXG. DXG thì hiện tại có khá là nhiều anti-fan và thật sự là không biết nói nào luôn. Nhưng mà trong 1-2 phiên trở lại đây ấy, thì mình thấy là khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng cổ phiếu này ạ. Và mình thấy giá này mua khá là được rồi. Chúng ta cũng không có cái gì được gọi là tuyệt đối cả. Ví dụ như cổ phiếu SSI chẳng hạn, ở cái thời điểm này nó tăng rất là tốt, nhưng mà quá khứ của nó thì tích lũy đoạn dài này, thì chúng ta nói nào được, nói ai được, đúng không? Chúng ta không biết nói nào được, nhưng mà nó cũng sẽ có một lúc mà nó có điểm tăng tốt như này. Đấy, điểm tăng tốt như này. Thế những người mà nắm giữ ở những cái đoạn này thì đâu đó 5 tháng liền ở đoạn này thì chúng ta cũng có nói được gì đâu. Nhưng mà đến khi chúng ta nắm giữ ở những cái thời điểm này mà cổ phiếu tăng lên như này thì rất là đẹp, đúng không ạ? Thì cổ phiếu DXG cũng thế, chúng ta xem này, DXG hiện tại này. Đấy, đây là ở cái vùng giá mà mình gọi là DXG là có hỗ trợ giá là tốt nhất ở cái vùng này. Đây là giá tích lũy tốt nhất. Thì tại cái nền giá này tại sao chúng ta không mua vào? Chính vì thế mà khối ngoại theo phân tích kỹ thuật họ vẫn cứ mua vào thôi. Đây ạ, chúng ta thấy rồi, ở tại cái vùng này thì vẫn là nhà đầu tư mua vào ở đây nhất. Giá này giá nhiều nhà đầu tư mua nắm giữ ở đây nhất. Thì có lẽ là chúng ta, theo như mình ấy, thì mình cũng nên mua một chút cái cổ phiếu này tại cái thời điểm này với kỳ vọng nó sẽ tăng cao hơn. Chúng ta không thể mà mua một phát nó đi lên ngay hay như thế nào được, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà mình không ấy được. Nên khối ngoại vẫn tiếp tục mua vào mạnh, mà 1-2 phiên trở lại đây mình thấy khối ngoại vẫn mua vào mạnh. Đây về góc cạnh kỹ thuật. Thế còn KDH thì sao? KDH thì cũng là đây, cũng là phiên thứ 3 mình thấy khối ngoại mua vào mạnh. KDH đấy ạ. Ở KDH thì hiện tại KDH thì xu hướng mua khá là đẹp rồi. Xu hướng như này thì xu hướng mua khá là
cái nó vẫn nằm trong kênh xu hướng. Có lẽ mình chưa định giá cổ phiếu này, tuy nhiên thì kênh xu hướng của cổ phiếu này đi lên khá là đẹp nhá. Thì hiện tại nếu mà quý anh chị mua vào thì mua vào khá là hợp lý tại cái thời điểm này rồi. Đây là chúng ta thể mua vào ăn theo xu hướng như thế này, lướt lát theo xu hướng này. Nếu mà nó phá khỏi cái xu hướng này thì chúng ta sẽ cắt đi, chúng ta sẽ không mua nữa. Với lại quý anh chị thấy một cái điều là nó khá là tích cực cái đoạn này này, giá tăng nhưng mà khối lượng nó lại giảm. Đây ạ, điều chúng ta thấy rõ nhất đúng không ạ? Giá bắt đầu tăng nhưng mà khối lượng lại giảm, nhưng mà cái này là cái nhà đầu tư không muốn bán ra cổ phiếu, sự khan hiếm hàng đấy ạ. Người ta nói là khan hiếm hàng, nó chính là cái cổ phiếu biểu hiện rõ nhất là ở cái cổ phiếu này. Chính thế mà khối ngoại nó vẫn cứ dồn hàng như thế thì nó cũng là một cái điều khiến chúng ta nên phải xem xét một chút thôi. Đây là cái cổ phiếu mà khan hiếm hàng, càng về sau thì càng khan hiếm đấy ạ. Họ chịu bán đầu cổ phiếu đâu, có xu hướng đẹp như này thì họ không chịu bán thì thành ra là khan hiếm hàng, khối lượng giảm dần, giá thì tăng lên, khan hiếm hàng thì đẩy giá lên cao thế thôi. Tiếp đó chúng ta xem qua một chút về HPG. Thì HPG hiện tại thì cũng gây bức xúc cho khá là nhiều nhà đầu tư. Thực sự là bức xúc gì, tăng khá là mạnh như này rồi thì hiện tại nó chứng lại một chút để lấy sức mạnh đi lên thì nó cũng là cái điều tất nhiên thôi. Đã chẳng có gì phải bức xúc hay nói gì nhiều ở đây cả. Đây ở đúng cái video trước luôn mình có nói đến là HPG khả năng sẽ chạm được một Bollinger Band dưới, nó sẽ bật lên để hôm nay này sắp chạm Bollinger Band dưới, nó rút chân lên. Đây là cái cổ phiếu HPG hôm nay có một cái sự bắt đáy khá là ok ở đây, xuống thấp hơn như này, xuống càng thấp thì cái chúng ta hy vọng là bắt đáy càng nhiều như này đó này. Khối lượng tăng lên đột biến và cái sự tạo ra nến rút chân như này, chạm Bollinger Band dưới nó rút chân như này. Đấy, đấy là cái điều tích cực, lại xuất hiện tích cực cho HPG trong phiên hôm nay. Thì tuy nhiên để tăng dài hạn thì tăng dài trung hạn một chút thì nó sẽ phải vượt qua cái đường MA20 này. Được vượt qua 20 rồi nó lại phải quay trở lại test cái hỗ trợ một chút. Thì có lẽ là tại thời điểm này chúng ta mua vào với mục đích là chúng ta lướt sóng thôi. Có lẽ là để nó vượt qua khỏi cái MA20 để nó test lại MA20 và đi lên tiếp nữa. Cộng với cái xu hướng của MACD nó đi như này thì nếu mà chúng ta mua vào nó sẽ khiến cho chúng ta vẫn cứ là tích lũy ở cái hết cái báo cáo tài chính quý 2 này này. Hiện tại thì sẽ chưa rõ là xu hướng cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi đâu và chúng ta bán ở tại thời điểm này lại tiếc mà chúng ta mua vào thì vẫn chưa đến vùng mua. Đúng không ạ? Bán thì lại tiếc mà mua thì cũng không được ở tại cái vùng này. Đây hỗ trợ rồi, nhưng mà bán thì tiếc mà bán thì gặp đúng hỗ trợ luôn, chúng ta bán làm gì tại cái thời điểm này. Dòng tiền vẫn đang đi vào tích cực như này mà không có một phiên nào đó nó tăng quá là đột biến, không có một phiên nào đó nó giảm quá là đột biến. Thì những cái này là dòng tiền nó vẫn cứ duy trì như này à. Mặc dù nó không tăng không giảm nhiều thì họ vẫn cứ gom hàng ở cái giai đoạn này. Đây là đấy, nó vẫn cứ thế gom hàng ở cái giai đoạn này này. Đấy HPG. Tiếp đó là MBB. MBB mình cũng đã nói rồi, MBB là cái cổ phiếu mà gọi là khá ok nhất trong nhóm ngành ngân hàng. Đây là cổ phiếu MBB ok nhất nhóm ngành ngân hàng. Cổ phiếu này vẫn tích lũy ở cái vùng, vẫn chững lại ở vùng kháng cự. Một số video trước và những cái video trước có cổ phiếu MBB mình đã nói đến là cổ phiếu này sẽ phải chạm cái vùng hỗ trợ này, ở vùng kháng cự này nó sẽ phải chững lại, nó qua hay không thì thậm chí còn báo cáo tài chính ở đợt này nữa nó mới xác định nó qua được. Mà công nhận là cổ phiếu ở nhóm ở cái công nhận là cổ phiếu HP MBB này, nhóm ngân hàng thì cổ phiếu này khá là tốt, rất là tích cực luôn ạ. Rất là cố gắng để giữ lại cái điểm số của mình, cái vẻ đẹp của mình, thật sự là như thế. MACD đang có sự tích cực này, thậm chí là histogram của chúng ta ở lớn hơn không đi lên như này rồi. Thế MACD nó vẫn đang kéo, duy trì ở mức kéo lên hỗ trợ như này. Hiện tại thì đang gặp kháng cự, nó chứng lại ở cái giai đoạn này thì cái là điều tất nhiên thôi. Vậy thì có vượt qua hay không? Sau khi nó vượt qua nó sẽ quay trở lại test một chút rồi nó mới đi lên nhá. Đó, chúng ta sẽ phải đợi ở những cái điểm test như này. Nếu mà chúng ta muốn mua thì mua ở test như này. Chứ còn nếu mà chúng ta mua vào ở thời điểm này thì không biết nó qua hay không, mình có biết không. Nếu mà quý anh chị mua vào như này nhá, sẽ có hai cái trường hợp như này. Như này nhá, sẽ có hai cái trường hợp như này, chúng ta làm rõ một chút này. Hiện tại đang ở kháng cự và thậm chí nó đang chứng lại cái vùng kháng cự này và rất là nhiều cái tiêu chí tích cực cho chúng ta, ví dụ như dòng tiền vào đều này. Cổ phiếu này tốt hơn cổ phiếu nhóm, cổ phiếu này thì tốt hơn những cổ phiếu khác ở trong nhóm ngành ngân hàng này. MACD tích cực này, histogram cũng tích cực này.
đây là ngân hàng đây. Sức mạnh giá của MBB cũng đang rất là tích cực này. Vậy thì chúng ta có những cái dấu hiệu như thế khá là tích cực. Nó cho rằng là nó sẽ khả năng nó sẽ cố gắng để vượt qua cái kháng cự này. Tuy nhiên thì nếu mà nó không vượt qua thì nó sẽ khiến cho chúng ta nó giảm điểm đến gặp đến cái hỗ trợ MA20 này. Nếu mà chúng ta mua ở tại thời điểm này. Còn nếu mà chúng ta mua, nếu mà quý anh chị các bạn mua tại cái thời điểm này ấy, mặc dù có rất là nhiều điểm tích cực như thế, nhưng mà khi nó, nếu mà nó không vượt qua khỏi, nó sẽ quay trở lại test cái vùng kháng cự này, vùng hỗ trợ này, và báo cáo tài chính này nọ, nếu mà nó tốt hơn nó sẽ đẩy giá đi lên, còn nếu mà không tốt thì nó sẽ đi xuống. Thế còn chúng ta mà vẫn cứ nằm ở ngoài đợi ấy, một là nếu nó quay trở lại cái vùng MA20 này chúng ta mua vào thì chúng ta lại được giá thấp hơn, đúng không? Thế còn nếu mà nó không quay trở lại mà nó đi vượt qua cái kháng cự, nó chứng lại ở đây này, nó tích lũy ngang và sau đó nó vượt qua kháng cự này đi lên đấy, thì những cái người mà họ mua ở cái vùng này thì họ lại được giá thấp hơn. Thế còn chúng ta mà đợi quay trở lại vùng test vùng kháng cự này, sau đó vùng hỗ trợ này, sau đó chúng ta mua vào, thì những người mua ở đây và những người mua ở đây nó cũng có lãi, nó cũng có bao nhiêu lãi đâu. Nhưng mà thật sự là những người mua ở trên này thì nó sẽ là cái rủi ro hơn, mặc dù một hai giá ấy, nhưng mà nó sẽ rủi ro hơn những người này. Nhưng mà những người này đánh đổi lại họ cũng phải chịu chấp nhận một cái rủi ro là họ sẽ có khả năng là không vượt qua được và họ sẽ gặp cái vùng hỗ trợ 20 này này. Đấy, họ dám chấp nhận rủi ro ở vùng này thì họ cũng sẽ đánh đổi lại cái lợi nhuận ở trên này. Và những người họ không dám chấp nhận như thế, chúng ta sẽ phải nhìn có hai hướng như thế. Nó quay lại cái vùng test, cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta mua vào, thì như này, theo mình ấy, như này nó sẽ là an toàn hơn rất là nhiều. Thì mình nên khuyến nghị và nên theo cái cách đi này thì nó sẽ ok hơn. Thì những ví dụ như nếu nó không vượt qua được, nó rút khỏi ở vùng này đấy, thì nó xuống từ vùng này xuống này khá là sâu rồi. Thế còn những quý anh chị các bạn khác mà sau khi nó quay trở lại vùng hỗ trợ này, đúng không ạ, thế những người họ lại tiếp tục họ đâm tiền ở đây, họ mua vào đây thì họ lại càng rất tốt. Nếu nó không thì nó quay trở lại và test thì chúng ta lại mua ở đây thì cũng là rất tốt. Còn nếu các bạn mà mua ở đây thì nó sẽ có hai cái chiều, nó có khả năng là quay lại và nó vượt lên một phát luôn. Vậy thì những người mua ở đây so với những người mua ở trên này thì những người mua ở trên này rõ ràng là rủi ro hơn những người mua ở trên này. Và khi cái rủi ro nhóm này so với cái rủi ro nhóm này thì nhóm này họ sẵn sàng, họ cũng chấp nhận cái rủi ro ở đây. Đây là mình có nói rõ một chút về cái tại sao chúng ta lại không mua giờ này và tại sao như này như kia. Đấy là mình giải đáp thắc mắc ở cho các bạn như thế. Chúng ta sẽ phải nhìn ra những cái kịch bản của nó như thế thì mình mới chúng ta có dám chấp nhận cái rủi ro này hay không, chúng ta có dám đánh đổi cái lợi nhuận chúng ta đổi lại cái rủi ro đó hay không, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn rõ những cái xu hướng như thế. Tuy nhiên thì cổ phiếu này đánh giá từ lúc nào mình cũng nói rồi, cổ phiếu này nó tốt hơn rất là nhiều so với cổ phiếu khác, nó mạnh hơn rất là nhiều so với nhóm ngân hàng khác các bạn nhé. Tốt hơn, nó vẫn luôn duy trì cái vẻ đẹp của nó là luôn giao dịch duy trì trên MA20 luôn. Rất là nhiều cổ phiếu nó black khỏi cái này rồi, sau đó nó lại đi test trở lại và thậm chí còn không qua được. Và thậm chí có cổ phiếu nó còn dưới Bollinger Band dưới luôn, sau đó nó mới bật lên và bật lên nó lại chạm kháng cự MA20, nó lại không đi lên được. Tuy nhiên thì cổ phiếu này thì nó vẫn là duy trì tốt, thanh khoản vẫn duy trì tốt này, MACD vẫn tiếp tục tốt này, thậm chí là trong mấy phiên trở lại đây nó đã kéo MACD lớn hơn không rồi, histogram lớn hơn không rồi. Đấy, đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần nhắc đến và xem xét giao dịch như thế nào. Đây là những cái điểm tích cực của cổ phiếu này và những cái điểm mà chúng ta cần giao dịch lưu ý những cái gì nhé. Rồi, video đến đây là kết thúc. Nếu mà quý anh chị các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment xuống phía dưới video hoặc là inbox trực tiếp mình trên fanpage nhé. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.